Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Trờ về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự và tuyên phạt bị cáo Trờ 7 năm tù giam. Đây là hình phạt nghiêm khắc cho những đối tượng có tư tưởng chống phá, chia rẽ, mối đoàn kết dân tộc, gây hoang mang dư luận, xói mòn lòng tin trong nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên, qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 11 năm 2023, Phạm Văn Trờ, sinh năm 1964 ở thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đã nhiều lần sử dụng tài khoản Facebook Phạm Trờ và Nguyễn Minh Tân phát livestream đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, bài viết có nội dung hình ảnh xúc phạm Đảng Cộng sản Việt Nam, xúc phạm nghiêm trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành thu giữ, lưu trữ trong 3 đĩa DVD chứa 7 video đã quay phát trực tiếp trên tài khoản Facebook Phạm Trờ và tài khoản Facebook Nguyễn Minh Tân, có nội dung Phạm Văn Trờ sử dụng tài khoản Facebook Phạm Trờ và Nguyễn Minh Tân phát livestream đăng tải, chia sẻ. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên bắt tạm giam khám xét nơi ở của Phạm Văn Trờ tại thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Kết quả, kiểm tra hai điện thoại di động iPhone 7 Plus và Nokia và tài khoản Facebook Nguyễn Minh Tân của Phạm Văn Trờ, phát hiện 9 trang hình ảnh trong điện thoại và 22 trang hình ảnh trong tài khoản Facebook Nguyễn Minh Tân có dấu hiệu làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh xác định hai điện thoại này và tài khoản Facebook Nguyễn Minh Tân là do Phạm Văn Trờ lập và sử dụng. Kết quả kiểm tra 7 video đã quay phát trực tiếp trên tài khoản Facebook Phạm Trờ và tài khoản Facebook Nguyễn Minh Tân. Cụ thể, video thứ nhất vào 8 giờ 26 phút ngày 1 tháng 11 năm 2023. Tài khoản Facebook Nguyễn Minh Tân phát trực tiếp video trong thời gian 8 phút 59 giây. Video thứ hai vào 8 giờ 16 phút ngày 1 tháng 11 năm 2023. Tài khoản Facebook Nguyễn Minh Tân phát trực tiếp video trong thời gian 5 phút 5 giây. Video thứ 3 vào 8 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2023. Tài khoản Facebook Nguyễn Minh Tân phát trực tiếp video trong thời gian 6 phút 50 giây. Video thứ 4 vào 6 giờ 3 phút ngày 11 tháng 10 năm 2023. Tài khoản Facebook Nguyễn Minh Tân phát trực tiếp video trong thời gian 8 phút 53 giây. Video thứ 5 vào 8 giờ 12 phút ngày 21 tháng 11 năm 2023. Tài khoản Facebook Nguyễn Minh Tân phát trực tiếp video trong thời gian 2 phút 36 giây. Video thứ 6 vào 20 giờ 4 phút ngày 24 tháng 8 năm 2019. Tài khoản Facebook Phạm Trờ đăng tải video có độ dài 43 phút 39 giây. Video thứ 7 vào 20 giờ 26 phút ngày 9 tháng 8 năm 2019. Tài khoản Facebook Phạm Trờ phát trực tiếp video có độ dài 36 phút 25 giây. Kết luận giám định số 1067 ngày 6 tháng 5 năm 2024 của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đối với 7 video nêu trên xác định hình ảnh giọng nói của người phát ngôn các nội dung trên đúng là của Phạm Văn Trờ và hình ảnh giọng nói trong 7 video nêu trên không bị cắt ghép, chỉnh sửa. Nội dung video vi phạm Điều 16 Luật An ninh mạng. Quá trình điều tra xác định, Phạm Văn Trờ không có đồng phạm, không có sự câu kết móc nối với các thế lực thù địch nước ngoài. Phạm Văn Trờ thừa nhận là người quản lý sử dụng trực tiếp phát ngôn trên hai tài khoản Facebook Phạm Trờ và tài khoản Facebook Nguyễn Minh Tân. Căn cứ hành vi, mức độ phạm tội của bị cáo và các quy định của pháp luật, hội đồng xét xử tuyên án. Hành vi bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điểm A 1.7 của hình sự. Về tính chất hành vi của bị cáo đã lợi dụng không gian mạng, lợi dụng quyền tự do dân chủ theo quy định pháp luật để thực hiện hành vi chống phá Đảng, chống phá nhà nước,
xúc phạm đến uy tín danh dự của vĩ nhân lãnh tụ danh nhân anh hùng dân tộc. Hành vi bị cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, làm mất uy tín, giảm lòng tin của nhân dân trong hoạt động đối với Đảng, nhà nước, tạo dư luận xấu trên địa bàn gây bất bình trong mọi tầng lớp nhân dân. Về tội danh bày soạn, tuyên bố bị cáo Phạm Văn Trờ phạm tội tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Áp dụng điều A khoản 1, điều 117, điều 122, khoản 2 điều 51 và khoản 1 của bản án hình sự. Xử phạt Phạm Văn Trờ 7 năm tù, thời hạn tù kể từ ngày bị cáo bị tạm giam 31/1/2024. Hình phạt bổ sung, quản chế bị cáo tại địa phương nơi cư trú trong thời hạn 2 năm kể từ ngày bị cáo chấp hành.